là mạnh rồi.
cuộn ra ăn là lỗ chắc. Yeah.
gì đó quan trọng. Chó nữa này vô đây không ăn cơm luôn, lộn ăn tôm nghe. Hồi bữa mùa ngà ăn mà mười mấy con, tới hồi ở nhà thì đợi ăn tôm, chút về nhà đợi ăn tôm, tôi chẻ đầu ra. Ở đây có tôm miễn phí không ăn, ở đây có tôm mà không ăn. Nhắc một chút rồi á, cái nó không ăn ba cái gì tùm lum nữa. Nó tốn tiền, nó phải nhân thảo đi, thảo ăn đi. Nhân thảo thì cũng không không sao nữa. Cho ca theo là không có sợ, không có phí tiền. Phí tiền chẳng ca hay không phí tiền. Gia đình khang ba người ăn hết ba người luôn. Ăn 8 hồ luôn. Không có cắt, không có cử một món nào hết trơn. Cái gì? Ăn gì? Ăn gì? Hai. Hai. Thôi về điện nhà Tâm á, nó mày chờ Vinh về phải không? Mày với nó về tao cho gia đình ăn. Nói giờ lỡ nha. Nói về giờ không cho ở đây đâu. Ở đó kìa. Điện lên. Mới đi làm mệt rồi. Điện tắt nặt nhất chủ nó tỉnh. Cái nói ông nó tỉnh nôi hết trơn luôn. Bước 5-6 triệu bạc. Trọng tài gì thế, 4
mình á, con thương nó cha nó ông nội ra, không có ăn thứ nó hơi ông nội ơi. Chờ cái gì anh này không? Kỳ quá à. Nhậu nhậu xong họ bỏ xe mà trước. Ngồi ghế đi, hồi đi mua là đi mua hả? Chưa có chờ, chưa có tàu đâu xong mà không mua đi, xe đồ nổi đâu. Vô phòng nằm xuống là liệt luôn á. Đây nè. Ngồi ghế đây. Bữa đó mình mà đánh nào. Cái ở bên đây ta vô, ta dẫn vô vô. Người ta không có nhậu. Nó kêu người ta ra nhậu, người ta nói không, người ta không nhậu. Vô đập cửa người ta. Nó không có chịu, nó kiếm kem trắng. Bây giờ còn có kem xanh với kem simula không à? Kem ở đây không? Không. Nấu ăn đâu, nấu ăn đó. Nói chết. Tác dụng đó bà đâu cũng đâu nghe thấy không? Đi qua cửa tử người ta, cá mình đen á. Nó mình này nó mới nghe. Chữ mình đen nữa. Cha cha mình đen á, giọng hứng máu điên mà. Cá cha chữ chữ á, cá mặt thường lòi vô. Mình không có khổ đâu vô á. Trời ơi, mình không nhận quà nữa. Của ta chủ mình mà. Tiền ta gắn. Chút mà nếu mà đi mua là phải mua luôn con. Chén bắp của con rồi thằng giấy là nó kìa, là nó kéo kìa, nó còn thanh thanh thấy không? Ừ. Cái tôi kể bà nghe nha, cái người ta, ta không có nhậu nữa, nó nói bây giờ rượu má mày ra không, không ra tao đập cửa nhà, cái anh kia không ra, đập cửa ông nội, nguyên trong đó mà ngủ được luôn, thằng bệnh hả? Con mà lôi ngoài mà ổng mà mình ra lôi. Tự nhiên nhìn tôi nó nói vợ ba già lắm rồi đó, dính bụi đây nè. Bụi không phải bụi đâu. Bụi đó à. Bà hai, giờ thấy năm gấp kỳ không? Đó chuẩn bị Tết, nó bắt đầu mùng 5 tháng 5 tới đó vậy. Giờ làm ăn lồn hả nha. Nói bậy hoài đi, tao quánh được bây giờ. Em kem nó không kêu anh Thảo lại xin cho cây đi. Ăn màu xanh hả? Xin nó kem màu xanh đi Thảo. Hết rồi hả? Nói à, cho một cây màu xanh lấy hết hết thôi. Con đi lặng lấy đi. Tự nhiên bà hư mặt bả nha. Quá trời cái mặt rồi. Ủa sao không lên cái bài da liễu nha. Lên nha, nó theo nha cái chuyện đạt rồi đó. Da liễu này không có hay đâu. Ngon không? Hỏi bà nội ngon không? Hỏi bà nội ngon không? Mày ngồi ngon không? À, rồi con lại ngồi đi. Làm đó có đồ tiết thuốc đó, tức có 2 ngày mà có đó là năm mình nhớ ở Sài Gòn đó. Ở đây á, gọi cái tiết thuốc đó, đi
lấy nhiều không? Một lần nó lấy 100 mấy mà còn ở kêu á là 2 ngày lên lần không? Lên một mấy lần không hết. Cái tiền đó là đám giá thuốc thì chứ mấy bạn lên Sài Gòn biết nhiều không? Đi xe luôn á. Trời ơi, công chuyện rồi ra quẹ quá hay. Đi cái này nè là phải đem ông thầy Thuận theo ha, với bình đen rồi tấm xì với mọng dừa là mấy tay đó mới ăn dữ. Với ai không? Ngọc. Lộc bữa nay đi vô quán tôm không ăn một con tôm luôn, toàn là ăn kem với ăn rau câu với ăn bắp không. Tôm không ăn, ăn bắp là ăn kem. Nó về đâu á, nó mượn cái thằng đầu ngoài sáng ai chứ bà không cho nào ăn. Không nữa giờ ghép nhạc vô không có nghe gì chứ. Quá ngon rồi bà nội ơi. Lộc ăn quá ngon luôn rồi bà nội ơi. Toàn là ăn kem không. Con bánh không hả? Ở nhà không chịu chơi với con trò em đâu bạn. Nó dằn ra. 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 Nó dằn ra.
chỗ nó ăn đi rồi hả cửa? Rồi đi chơi Lộc vui không? Hả? À, vui. Ờ cắn đi, cắn đi. Để bóp là bể đó. Thần kem. Thật không? Thật ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần là tao còn hơi thở yếu xin mình nó uống cho coi giờ tôi không ăn được giờ là uống thở tự nhiên giờ tôi uống hơi thở vô được nói không à nghĩ luôn à bây giờ tập hơi phải không làm đỡ đường nhiều quá cũng không được nữa ở vừa vừa thôi à không quá cũng không được nữa mà tốn rồi cho nó lắm tốn muốn làm cả má mươi gáp bấm ra gáp đây nha đủ hết trơn biết làm như bệnh viện giờ chơi ba bữa cứ gọng hết trơn để nó tới nó báo Vinh cọc nó nói ăn thằng á nó làm cái gì hết trơn chứ nó không để cho mình nó
vài bữa nữa Vinh cọc về nè, vô mánh rồi chứ này về nó mua thêm chiếc xe nữa. Bình à, bình đen bà ba bà đang trong mà về bà mắc ăn mắc ngủ quá nhớ đây con gãy bên này nó đông cái đường ăn ừ mấy đường ăn ông này thì ông có thiệt ông đường ăn với chúng ở
trong chùa đó, thánh thần ở con gái ở với bà má vợ ở với cháu cháu vợ. Nghe thằng đó nó nói vậy nè, cũng nói vậy nè, ai mà bị tội á, ổng lỡ một cái là hết trơn tội và chính nhau mới vô đâu. Tại cái liền vô thảo phải liền còn sát rồi. Em nội. Từ gáp rồi được chưa? Có diễm hơi cho được. Màu vàng là đúng không? Rồi không. Bự chân. Con nè. Con màu vàng kìa, con vàng là con màu vàng vậy. Ngủ mẫu chưa? Cái đó chưa gáp được á. Vậy không chạy được. Không không, nó giờ tự làm nó xin ngủ qua nó gáp cho được cái chân. Đây làm cho. Nó ngủ vô gì? Đau. Cũng hói luôn. Trong đây đúng không? Ở thấy hàng quỷ kia vừa leo lên đó là bắt đầu chạy đi kêu. Nó trở lại nha. Anh Nghĩa, anh Nghĩa, anh Nghĩa. Nó leo lên cái bàn. Anh nó chồm.